Nghe không nhớ được nhưng nhớ. Trời, sao nhìn thấy chọc lóc. Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với tiệm cắt tóc của Tổ. Và mình là Tổ đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị một cái tiệm cắt tóc tại nhà, mà chính xác là tại cái sân thượng. Đó, nói chung là bây giờ mình sẽ lôi cái đầu của Đức ra để mà cắt thử. Và hôm nay để chuẩn bị cắt tóc thì chúng ta sẽ có một chiếc lược nè, một cái khăn. Đây là màu hồng số 1 ở bờ Tây Tổ Lâu Thiên đó, tụi mình mang ra để chùm lại cho tóc khỏi dính như người á. Với lại là mình có một cái tông đờ mua 550.000, nhưng mà mình nghĩ là giá gốc chỉ có 450.000 thôi đó, đại loại vậy. Bây giờ chuẩn bị bắt đầu nha. Bây giờ mình sẽ chùm khăn vô. Nhưng mà người đã thấy thì tóc Đức đây là kiểu undercut, nhưng mà ở trên nó là ngắn. Nói chung là nguyện vọng của Đức ngày hôm nay là cạo luôn, tại vì hôm bữa trước Đức cạo đã hơi phèo đằng sau một chút xíu rồi. Nhưng mà mình sẽ cố lên thử lực là undercut có được hay không, còn nếu không thì mình sẽ cạo luôn đó. Nói chung là như vậy. Mình sẽ cuốn vô, đây là cái vải đó, hợp lý chưa, màu hồng nha, rất là hợp với anh luôn. Rồi đằng sau này mình dùng một cái kẹp của quần áo phơi đồ á, mình kẹp lại. Có bị chật cái cổ không? Xiết luôn đi. Xiết luôn đi. Rồi chúng ta hãy lấy tông đơ ra. Đây, hộp tông đơ này nó có cho mình cái tông đơ nè. Cái này là cái lưỡi mà của nó, một mình cái lưỡi thôi á. Rồi nó có thêm mấy cái đồ để canh xem chiều dài là bao nhiêu á. Cái này nè, mình có thể chỉnh được các bạn. Đó, nó có mấy cái số này, 0.8 đến 2.0. Em sẽ cạo đằng sau trước. Thôi, mình thấy cái anh kia cắt cho Đức thì anh sẽ cấn ngang một đường để ở dưới đó cạo trắng hết, xong rồi mới ôm rê lên. Thì bây giờ mình sẽ cấn ngang một đường như ảnh để xem thử được không. Bắt đầu. Có khi nào mà nó chảy máu không ta? Đức. Ngày biết. Tôi có vẻ rất mạnh tay với tóc của Đức luôn á. Có ai mà cắt tóc mà cầm hai tay như mình không? À, bây giờ mình sẽ đợi trắng hết từ dưới lên tới đó luôn. Rẹt. Thấy kỹ không? Các bạn có thấy rõ không? Bò. Sao cảm giác nó không có... À, lúc mà các anh cắt tóc mà ảnh làm cho nó sát cái đầu luôn là ảnh lấy cái dao cạo cạo đúng không anh? Anh có dùng cái dao mà ta? Dao là hai lưỡi cái bát. Sao em cảm thấy nó không có đẹp, hay là do cái tóc con nó còn ở trong cái chỗ? Trời ơi, nhiều tóc con lắm luôn. Nó khựng á. Phải đẩy dao bát rồi. Rồi, mọi người sẽ thấy tóc Đức sẽ một đường ngang. Bây giờ mình sẽ cắt cho nó ombre lên. Trời ơi, nghe dễ dàng ha. Cũng chỉnh như này à, không cho nó cao một chút. Trời ơi, sao nhìn thấy chọc lóc. Xỉu nha. Cảm giác có vẻ khó hơn mình nghĩ. Đều chưa? Có đều. Tôi nghĩ vậy đó. Đúng không? Đều đúng không? Nó thẳng cái đường này nó không bị chỉ nó như anh. Đó, bây giờ mình sẽ nhìn từ góc độ này để coi nó thật sự đều không. Bây giờ mình sẽ thử dùng cái lược đó để cho cố định những cái chỗ này, mình chỉ cắt tới đây thôi. Bên này cho nó ôm lên. Đẹp không? Đẹp chưa? Cho nó để cho mọi người coi. Đằng sau này nó còn bị đen thui, cái lỗ này mà trên này thì trắng thiếu hết rồi. Không hiểu luôn, không hiểu sao kỳ vậy luôn á. Mình sẽ để cho trắng hết ở dưới này. Thôi để xong em sẽ chụp cho anh coi thử nha Đức. Trời khỏi đi. Cạo chọc đi. Ủa em thấy vậy là xong rồi đó. Hai bên có đều nhau không vậy? Chiếc máy nè.
từ bên đây còn chưa đều lắm. Cái máy này ngang không đều không? Thì nó là thẳng ngang vậy đúng không? Ừ. Sao nó không đứt? Sao nó không đứt vậy? Chuyện cái kia sát lại đi. À quên. Rồi, hết cỡ, sát hết cỡ. Nó vẫn còn đi đi nhưng nó không chấm hết. Nó rồi nó lẻm lên một lỗ rồi. Vậy sao? A few moments later. Đẹp các bạn, trời ơi quá trời đẹp luôn. Bao quan kia cho mấy bạn coi kìa anh. Ôi. Là cái băng ngang giữa đầu, băng ngang giữa đầu. Giữa đây luôn không, hả? Ngang ngang chị ngang qua đây. Okay. À, anh mang cái tai nghe vô đứt nó khớp nó luôn á. Mang tai nghe vô. Trời ơi anh kẹo giờ lên là... em giống thầy chùa luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Trời buồn quá đất ơi. Vậy sao? Tự nhiên nhìn thấy tóc anh nó chọc hết thì buồn ra. Trời ơi, không dám nhìn anh luôn á. Trời à. Ơi. À. Trời cầm tóc của anh nó cứng đến nỗi mà nó đâm vô tay em, nó đau luôn á. Ừ. Như xương rồng nó đâm vô tay vậy á ba. Trời ghê quá hả? Đau luôn mà trời, dính không gỡ không ra luôn nè. Xong rồi á anh. Đây để tôi gỡ ra giống như là trời ơi, những cái đồ anh nó trắng hơn mặt anh luôn á. Cái kẹo đầu rồi hơi buồn. Tay mình cũng bị dính như thế này nè. Ok. Thôi nói chung là thôi thôi thì tóc đứt kẹo luôn thì để trị mấy cái mụn trên đầu đứt cũng được á. Thôi thì trong mùa dịch này chắc là sẽ tạm không ra đường. Nhưng mà mình đăng video này lên thì chắc là ai cũng đã thấy rồi. Ok thôi, cảm ơn các bạn đã xem video này nha. Nhưng mà ở nhà mà có cắt tóc thì hãy cắt theo cái kiểu đầu tiên nha. Đừng có cắt tiếp thành kiểu thứ hai nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.